Xin chào các em, chị Thỏ Ngọc đã quay trở lại với các em rồi đây. Các em ơi, các em có biết công chúa Elsa là ai không? Chắc hẳn bạn nào cũng biết công chúa Elsa đúng không? Công chúa Elsa chính là nàng công chúa tuyết đấy mà. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày công chúa Elsa và hoàng tử John tổ chức đám cưới. Chị và các em sẽ được tham dự đám cưới hoàng gia của công chúa và hoàng tử đó. Nhưng trước tiên, chị và các em hãy cùng chuẩn bị cho công chúa của chúng ta trở thành một cô dâu thật là xinh đẹp và lộng lẫy nha. Trên màn hình là một vương quốc băng giá của nàng công chúa Elsa, có những ngôi nhà và tòa lâu đài. Bây giờ mình sẽ thử vô ngôi nhà của nàng công chúa thử xem nha. Ngôi nhà này thì chúng ta có thể chọn gương mặt và các bộ phận trên gương mặt của công chúa, có thể thay đổi làn da của công chúa nữa này các em. Là công chúa Elsa của chúng ta có làn da trắng hồng nên mình chọn một làn da trắng hồng nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn đôi mắt của nàng công chúa. Chúng ta sẽ chọn đôi mắt của nàng công chúa to tròn nha các em. Đôi mắt này thật là to tròn và hợp với nàng công chúa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một dáng mũi, một chiếc mũi thật là cao và nhỏ nhắn nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn một đôi môi căng tròn, đôi môi hồng căng tròn nào. Sau đó là mình sẽ chọn góc nhìn nghiêng của công chúa. Công chúa của chúng ta nhìn nghiêng cũng phải thật là đẹp và lung linh nha. Đây là toàn bộ gương mặt. Gương mặt có gương mặt trái xoan nè, gương mặt tròn nè, gương mặt này. Còn gương mặt này là gương mặt rất là béo. Nàng công chúa của chúng ta sẽ không thích gương mặt này đâu. Chúng ta sẽ chọn một gương mặt của cho nàng công chúa thon chút nha. Xong rồi, nàng công chúa của chúng ta đã có gương mặt xinh đẹp rồi. Bây giờ chị và các em sẽ trang điểm make up cho nàng công chúa thành nàng cô dâu xinh đẹp nha các em. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ chân mày cho nàng công chúa nè. Có chân mày màu nâu nè. Tiếp theo là chân mày này có vẻ đậm và đen hơn, không được đẹp lắm các em nhỉ. Chân mày này thì cong và nhỏ nhắn hơn nè. Ồ, có chân mày màu tím nè, tím đỏ nè, màu tím nhạt nè, màu nâu nè, có cả màu xanh nữa này các em. Làm gì có ai có chân mày màu xanh nữa không nhỉ? Nhìn buồn cười quá. Tiếp theo là chân mày màu xanh đậm này cũng không đẹp lắm. Chân mày màu nâu này có vẻ đẹp đó các em. Mình chọn màu này, chân mày này nha. Tiếp theo mình sẽ tô mắt cho nàng công chúa. Hôm nay là ngày cưới của công chúa và hoàng tử cho nên mình sẽ chọn một màu mắt thật là rực rỡ và nổi bật nha. Màu hồng thử xem nào. Chị Thảo Ngọc đang dùng cái chổi để tô mắt cho nàng công chúa thành màu hồng. Xong một bên rồi, còn một bên mắt nữa thôi. Xong rồi, mắt của chúng công chúa của chúng ta đã được tô màu hồng rồi đó các em. Màu hồng này là màu hồng kim tuyến. Để chị thử đổi màu khác thử nha. Màu xanh nước biển xem nào. Màu xanh nước biển này có vẻ hợp với công chúa băng giá của chúng ta hơn đó. Màu này là màu tím các em ạ. Màu tím cũng rất là đẹp.
còn đây là màu xanh đậm nè, màu xanh da trời đậm nè. Màu này thì trông hơi tối, chị thấy màu hồng đầu tiên là đẹp nhất đó các em. Mình chọn màu hồng nha, mình tô lại màu hồng nè. Xong rồi tiếp theo mình sẽ tô đôi môi xinh xinh chúm chím của nàng công chúa nào. Ồ, có rất nhiều cây son và nhiều màu sắc nè các em. Chị sẽ chọn một cây son màu hồng đậm nha các em. Mình tô đôi môi của nàng công chúa căng tròn như trái cherry nè, xinh quá. Mình thử đổi một màu khác nha, màu đỏ đậm thử xem nào. Đôi môi của nàng công chúa trở nên đỏ như là bạch tuyết á. Còn đây là màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt trông nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Màu hồng tím nè, đây là màu tím mà hơi nghiêng về màu hồng một chút, xinh quá. Chị thấy màu hồng đậm là hợp với công chúa của chúng ta nhất đó các em. Tại vì là ngày cưới mà, nên là công chúa của chúng ta có thể trang điểm đậm hơn một chút để nàng công chúa trở thành nàng cô dâu nổi bật hơn. Rồi, nàng ấy đã xinh quá rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu kim tuyến lên đôi môi của nàng công chúa nha các em. Một chút kim tuyến màu cam nào. Kim tuyến màu hồng nào. Màu son kim tuyến giúp nàng công chúa của chúng ta có đôi môi căng bóng hơn nha các em. Màu xanh này thì không hợp lắm nhỉ. Mình chọn màu hồng đậm, kim tuyến hồng đậm nha các em. Màu hồng đậm này là đẹp nhất rồi đó. Rồi xong, cô dâu Elsa của chúng ta đã có đôi môi căng tròn như trái cherry rồi. Tiếp theo là mình sẽ đeo lông mày cho công chúa. À, lông mi chứ các em, chị Thảo Ngọc nói nhầm rồi. Đầu tiên là một cặp lông mi rất là cong. Tiếp theo là một cặp lông mi dày nè. Các em có thấy sự thay đổi không? Các em hãy nhìn vào đôi mắt của nàng công chúa nha. Chị sẽ chọn từng kiểu lông mi cho các em xem nhé. Kiểu này là lông mi của công chúa có màu vàng đó nè. Nhìn giống như mắt mèo các em nhỉ. Kiểu này là lông mi có được highlight màu hồng nữa. Đây là lông mi được trải mascara màu tím nè. Chị thấy lông mi cong và dày này là hợp với công chúa nhất rồi đó. Công chúa của chúng ta đã có đôi mắt long lanh, to tròn với cặp lông mi được trải mascara cong vút luôn đó các em. Tiếp theo mình sẽ vẽ viền mắt cho nàng công chúa để mắt nàng công chúa trở nên to hơn nữa nè. Đôi mắt to sẽ làm cho nàng ấy trở nên đẹp hơn. Thôi mỏng hơn chút nào. Cho thêm chút kim tuyến nữa nè. Các em hãy nhìn vào đôi mắt của nàng công chúa nha. Kiểu này thì đôi mắt của nàng công chúa trở nên dữ quá. Chị sẽ chọn kiểu đầu tiên nha. Kiểu này cũng vẫn dữ. Mình chọn kiểu thứ hai đi. Nàng công chúa chúng ta phải dịu dàng hơn. Mình tô một lớp mỏng thôi. Xong rồi, tiếp theo là mình sẽ đeo len
cho nàng công chúa để cho mắt của nàng ấy trở nên to hơn nha. Đây, đầu tiên là một cặp len màu tím nè. Đây là len màu nâu xám. Đây là len màu hồng. Còn đây là len màu xanh lá cây nè. Mình chọn nàng công chúa một cặp len màu xanh lá cây này nha các em. Mắt của nàng công chúa đã trở nên long lanh và to tròn hơn rồi đó. Tiếp theo là chị sẽ đánh phấn má hồng cho nàng công chúa để nàng công chúa có đôi má ửng hồng. Chị sẽ lấy cọ để đánh lên đèn má, cặp má của nàng công chúa nè. Màu này thì chưa nổi bật lắm. Chị thường học sẽ đổi sang thành phấn má màu hồng có nghiêng một chút màu tím nữa nè. Các em đã thấy sự thay đổi trên đôi má của nàng công chúa chưa? Đôi má của nàng công chúa trở nên ửng hồng như nàng ấy đang ngượng ngùng và xấu hổ đó. Nhưng mà trông rất đáng yêu đúng không nào? Tiếp theo, chị Thường Ngọc sẽ đến kim tuyến lên gương lên đôi má của nàng công chúa. Chị đã đính mắt lên mắt nàng công chúa những viên đá rồi nè. Mình thay đổi viên đá, những viên đá màu xanh này thử xem nào. Còn đây là những viên đá đính lên chân mày. Thì kiểu này là kiểu hoa văn hình bướm bướm đó các em. Mình sẽ chọn là những viên đá màu xanh dương này nha các em. Vì màu xanh dương này giúp cho gương mặt nàng công chúa trở nên xinh hơn rồi đó. Xong rồi, cô dâu của chúng ta đã hoàn thành xong bước make up rồi. Nàng công chúa của chúng ta còn có một bạn cún cưng, đó là bạn Molly. Bạn cún này có nhiệm vụ làm phù dâu cho nàng công chúa đó. Những bạn phù dâu là những bạn mà sẽ đi theo sau nàng công chúa và rắc những cánh hoa để cô dâu chú rể bước lên lễ đài đó các em. Nhưng mà hôm nay là bạn Molly sẽ làm nhiệm vụ phù dâu nè. Mình sẽ chọn bộ đồ cho bạn Molly nha. Bạn cún Molly là bạn cún con gái đó các em. Bạn ấy có những bộ đồ rất là dịu đà nè. Chị sẽ chọn kiểu váy một váy khác nha. Molly mặc váy màu đỏ sẽ rất phù hợp với tiệc cưới đó các em. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn vòng cổ cho Molly nha. Chị đã đeo nơ cho Molly á, cái nơ màu đỏ nè, có ren màu trắng nè. Tiếp theo nữa đây là một cái khăn quàng cổ. Mình sẽ chọn cái nơ màu đỏ cho bạn ý nha. Molly của chúng ta còn có nón nữa nè. Đầu tiên là chiếc nón màu xanh quý tộc nè. Ôi bạn ấy đeo lên nhìn xinh quá. Tiếp theo là cái vương miện màu hồng nè, rất là đáng yêu. Mình sẽ chọn vương miện màu hồng này nha các em. Molly còn có những đôi giày này các em. Chị sẽ chọn cho Molly những đôi giày màu vàng nè. Đổi màu xanh để xem nhỉ. Màu xanh thì không hợp lắm. Màu đỏ nè. Ồ bạn ấy còn có đôi giày hình thỏ nữa đó các em. Đáng yêu quá đi. Molly của chúng ta có vẻ thích thú với đôi giày này nè. Bạn ấy cứ quay vòng tròn và vẫy đuôi lại còn đưa chân lên gãi nữa. Nhìn yêu quá. Đôi giày màu thỏ này xinh quá.
nhưng mà không hợp với bạn ấy, mình sẽ chọn đôi giày màu vàng có nơ nha. Xong rồi, Molly đáng yêu của chúng ta đã có bộ đồ, có vương miện và có nơ rồi, có giày, trở thành một em phù dâu xinh đẹp rồi. Bạn ấy đã sẵn sàng đến lễ đường làm đám cưới cho cô dâu và chú rể rồi đó. Tiếp theo mình sẽ mặc đồ cho công chúa nha. Đây là căn phòng thay đồ của công chúa này các em. Công chúa của chúng ta có một tủ quần áo rất là nhiều quần áo và váy vóc đẹp. Công chúa đang mặc trên người một bộ đầm màu xanh dương rất là đẹp này các em, có kim tuyến lấp lánh nữa. Chị sẽ thay bộ đồ khác cho nàng công chúa thử xem nha. Mình có thể đổi màu cho bộ đồ nữa đó các em. Bộ đồ từ màu xanh đã chuyển sang thành màu cam rồi nè. Bộ đồ này là bộ đồ ren màu trắng này các em, đổi một chút sang màu tím. Tiếp theo là một bộ đồ cũng màu xanh kiểu đuôi cá nè, đẹp quá. Chị sẽ thử hết tủ đồ cho nàng công chúa nha. Đây là bộ đồ màu trắng, cũng là một kiểu đầm cưới nè. Màu hồng nè, màu hồng sẽ chuyển sang màu xanh xem sao nào. Bộ váy này, bộ váy tầng, có nhiều tầng quá, rất là xinh đẹp. Mình sẽ chọn bộ váy tầng này nha các em. Nhưng mà chị Thảo Ngọc sẽ đổi sang màu khác để trông nàng ấy trở nên xinh hơn. Màu hồng này rất phù hợp với nàng công chúa nè. Mình chọn màu hồng này nha các em. Tiếp theo là mình sẽ chọn áo choàng cho nàng công chúa. Chị Thảo Ngọc sẽ thử cái áo choàng màu trắng cho nàng công chúa xem sao nào. Nàng ý diện áo choàng lên trở nên lộng lẫy quá đi. Áo choàng đổi thành hoa văn màu xanh nè, màu tím nè, kiểu nào cũng đẹp quá các em nhỉ. Còn đây là một kiểu áo choàng ren có những bông hoa đính lên, màu tím nè. Mình chọn kiểu đầu tiên nha các em. Kiểu đầu tiên là có những bông hoa màu vàng nè, bông hoa màu vàng, áo choàng màu trắng rất là phù hợp với ngày cưới của công chúa đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn giày cho nàng công chúa nha các em. Nàng công chúa có những đôi giày rất là đẹp. Đầu tiên là một đôi giày màu xanh. Nàng ấy đã xoay một vòng để lộ ra đôi giày xinh đẹp đó. Để chị đổi màu cho đôi giày này thử xem sao nha. Màu vàng nè. Tiếp theo là một đôi giày sandal cao gót nè. Đôi giày sandal cao gót màu vàng đã được mang vào bên chân công chúa rồi đó. Đổi sang màu xanh để xem sao. Đôi giày này đổi sang màu đỏ xem sao nha. Đẹp quá các em ạ. Vậy là chúng ta sẽ chọn đôi giày sandal cho công chúa nha các em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến công đoạn làm tóc cho nàng công chúa. Bởi vì là ngày cưới của Elsa cho nên chúng ta sẽ chọn một bộ tóc thật là cầu kỳ và đẹp nha các em. Đây là bộ tóc màu xanh có vẻ đúng với kiểu của nữ hoàng băng giá đó. Còn đây là kiểu tóc màu hồng. Tiếp theo là lại là một kiểu tóc màu xanh ngắn này các em. Đây là kiểu tóc bụng đi ngựa. Có vẻ kiểu đầu tiên sẽ hợp với nàng công chúa của chúng ta nhất đó các em.
mình đổi sang màu tím cho nàng công chúa nha. Vậy là nàng công chúa của chúng ta đã có mái tóc thật là đẹp rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn găng tay cho nàng công chúa nè. Đây là những đôi găng tay ren rất là xinh đẹp. Đầu tiên là một đôi găng tay ren màu trắng đó các em, đã được đeo vào bàn tay công chúa rồi. Các em hãy nhìn vào bàn tay công chúa nha. Tiếp theo là một kiểu găng tay khác này. Kiểu này có vẻ đơn giản hơn. Là những bông hoa ren đắp vào bàn tay công chúa. Tiếp theo là một kiểu ren chấm bi này các em. Chị Thảo Ngọc thích đôi đầu tiên nhất, mình sẽ chọn đôi đầu tiên nha các em. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vòng cổ cho cô dâu của chúng ta nha. Có rất nhiều kiểu vòng cổ nè. Đầu tiên là vòng cổ có viên ngọc màu xanh nè. Tiếp theo là vòng cổ có viên ngọc màu hồng. Tiếp theo là vòng cổ có những hạt đá quý nè. Nhiều kiểu quá. Mình sẽ chọn cho công chúa một kiểu vòng cổ có viên ngọc màu hồng nha các em. Xong rồi, vậy là công chúa của chúng ta đã có một chiếc vòng cổ xinh xắn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn bông tai cho cô dâu nha. Cô dâu của chúng ta sẽ trở nên xinh hơn khi đeo những đôi bông tai này vô nè. Đầu tiên là một đôi bông tai có hai viên ngọc màu xanh. Các em hãy chú ý vào đôi tai của nàng công chúa nha. Tiếp theo là đôi bông tai đá trắng nè. Tiếp theo là đôi bông tai có những viên đá hình giọt lệ nè. Tiếp theo là bông tai ngọc trai nè. Bông tai ngọc trai này có vẻ rất là xinh đối với công chúa đó. Mình chọn đôi bông tai ngọc này nha các em. Xong rồi, công chúa của chúng ta xinh xắn và đáng yêu quá đi. Công chúa của chúng ta đã sẵn sàng đến lễ đường làm đám cưới rồi đó các em. Molly ơi, hãy cùng theo công chúa đi vào xe ngựa của hoàng tử để đi đến lễ đường làm đám cưới nha. Chúng ta sẽ vào lâu đài, nơi tổ chức đám cưới cho nàng công chúa và hoàng tử nè. Có ba hoàng tử, biết chọn hoàng tử nào đây ta? Có ba hoàng tử nhưng mà hoàng tử chôn chỉ có một thôi các em à. Chúng ta sẽ chọn một hoàng tử nha. Ồ, hoàng tử tóc vàng này có vẻ đẹp trai nè. Chàng hoàng tử này có vẻ rất là lịch lãm chào chúng ta kìa. Xe ngựa đang đưa hoàng tử và công chúa đến lâu đài để làm đám cưới các em. Ồ, pháo hoa đang bắn lên để chúc mừng cho công chúa và hoàng tử nè. Nàng công chúa và hoàng tử đang đi đến lễ đường rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vương trưởng cho nàng công chúa nha các em. Công chúa sẽ làm vợ của hoàng tử nên đây là lễ cưới cũng là lễ đăng quang của nàng công chúa đó nè. Mình sẽ đầu tiên là một cặp vương miện và vương trưởng màu hồng. Tiếp theo là vương trưởng và vương miện màu xanh hình bông hoa tuyết nè. Mình chọn vương miện và vương trưởng màu xanh này nha các em. Nó rất hợp với nàng công chúa tuyết của chúng ta đó. Ồ, hoàng tử đang đeo vương miện lên đầu nàng công chúa nè. Này, và chàng ấy cũng trao vương trượng hình bông hoa tuyết cho nàng công chúa. Mọi người vỗ tay nhau trong sự vui mừng và hạnh phúc này các em. Bạn Molly thích quá, nhảy tưng tưng lên kìa. Đáng yêu quá đi. Tiếp theo là một màn chúc mừng bằng điệu nhảy. Nàng công chúa đang xoay tròn
Đặt con chuối xuống để nhảy cùng hoàng tử một bà một điệu nhảy nè. Mình cùng xem lại mà con chuối hoàng tử nhảy nha. Bạch của Molly có vẻ rất là thích thú, chạy lon ton xung quanh nàng công chúa hoàng tử. Ồ, chàng ấy đang mời nàng công chúa nhảy kìa. Mình cùng chúc mừng nàng công chúa bằng việc bấm vào những bông hoa tuyết này nha. Hai người thật là hạnh phúc trong tòa lâu đài băng giá. Nàng công chúa của chúng ta xinh đẹp quá đi. Hoàng tử thì cũng rất là đẹp trai. Bạn cuốn thì cũng rất là đáng yêu. Điệu nhảy này cũng thật là tuyệt vời. Chúc mừng nàng công chúa của hoàng tử nha. Các em ơi, video của chị đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nha. Các em đừng quên subscribe kênh của chị để có thể đón xem những clip mới nhất từ chị nha.